Nếu bạn muốn lên cơ giảm mỡ bụng nhanh thì đây là 8 bài tập sinh ra để dành cho bạn. Bài thứ nhất, Crawl Right Leg, bạn đưa thẳng chân ra, sau đó gồng cơ bụng, dùng cơ mũi bụng đưa hai chân lên cao gần tới đỉnh thì siết chặt bụng dưới lại, sau đó từ từ trở về vị trí cũ. Trong quá trình mà các bạn luyện tập, lưu ý là chân của bạn càng thẳng thì bài tập vô càng nhiều đó nha. Và phải nhớ là dùng cơ bụng của bạn đá lên chứ không phải dùng đà của bài tập nha. Bài thứ hai, Sit Ups. Bài này sẽ đánh rất nhiều vô phần bụng chéo và bụng dưới, giúp bụng dưới phẳng lì, eo thon gọn săn chắc. Khi tập bạn siết cơ bụng lại, sau đó đưa hai chân qua về theo kiểu như cắt kéo, hơi thở đều và cảm nhận cơ bụng khi luyện tập nha. Bài thứ ba, Rolling Cake, một bài giảm mỡ bụng xây dựng cơ bụng kinh điển. Bài này gần như trong mỗi buổi tập mình đều tập, vừa dễ tập lại lên cơ bụng nhân. Khi tập bạn chỉ cần siết bụng, hơi thở đều và cảm nhận khi tập là vô bụng rất nhiều rồi đó nha. Bài số 4, Plank Up. Bài này thì siêu vô cơ bụng trên bụng dưới của bạn luôn. Bạn ở tư thế như bài plank nhưng khi tập bạn đặt hai tay hướng vô, sau đó dùng cơ bụng cuộn lên siết lại. Sau đó từ từ hạ về, trong quá trình đi xuống thì vẫn gồng cơ bụng liên tục nha, xuống hít vào lên thở ra đều đặn. Bài số 5, Crawl One Leg. Khi tập bụng bạn nghiêng người theo chân, đưa lên bụng luôn gồng và nhấc đầu lên. Bài này giúp bạn vô cả phần bụng trên khi gập bụng lên, còn động tác đá chân sẽ vô nhiều ở phần bụng dưới, xuống hít vào lên thở ra. Bài số 6, Crawl Right Hand. Bạn đưa hai tay chạm vào nhau, sau đó gập bụng lên cao và tay có thể chạm vào chân. Khi đưa hai tay lên cao sẽ tạo thành một điểm giúp bạn có thể là vô nhiều bụng hơn, giảm mỡ bụng tốt hơn cũng như dễ luyện tập hơn. Một mũi tên trúng ba con chim đó nha. Bài số 7, Crawl Club. Bạn đặt chân ở vị trí vuông góc, sau đó gập bụng lên, hai tay có thể vỗ vào nhau và siết bụng khoảng 1 giây, sau đó trở về vị trí ban đầu. Bài này khi tập bạn sẽ giúp vô rất nhiều ở phần bụng trên và tạo rãnh bụng siêu hiệu quả luôn đó nha. Bài số 8, Crawl By Side Up. Bài này thì phải nói là toàn diện nhất vì nó vô bụng trên, bụng dưới, liên sườn, tạo rãnh bụng siêu căng đét luôn á. Bạn đặt hai tay hơi dài ra khỏi người một chút xíu để dễ tập hơn nha. Xuống hít vào lên thở ra, đồng thời dùng cơ bụng kéo nghiêng qua một bên xíu, qua về đều hai bên. Cuối cùng các bạn đừng quên, trong quá trình mà các bạn tập bụng, các bạn muốn tăng cân tăng cơ không lên mỡ thì hãy đến ngay với dòng MagFit. Giảm cân tăng cơ thì đến ngay với dòng Soy Protein. Còn nếu muốn giảm mỡ tăng cơ thì hãy đến ngay với Fit Body nha.